Ok, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại kênh channel của Starjin nha. Gọi là mình đây. Ok, thì hiện tại mình đã có mặt trên nick cùng chèo anh em và ngày hôm nay bên Gana Free Fire họ đã cho chúng ta ra mắt. Ủa, họ đã ra mắt cho chúng ta một cái vòng quay và một khẩu skin súng nâng cấp mà trở lại chính là khẩu MP5 Thiên Thần Bạch Kim. Đáng lẽ ra nhiều khẩu bạn là sẽ không để ý không gì nhiều đâu, vì sao? Tăng hai sát thương, một tốc bắn, và anh em cũng biết là những khẩu mà súng nâng cấp mà tăng hai sát thương, một tốc bắn thì đều bị gọi là chúng ta kỳ thị. Đó, không phải là vì nó phế mà là vì nó không mạnh bằng những khẩu hai tốc bắn. Đó, theo ý kiến cá nhân mình ít nhất là như thế và nhiều bạn cũng thích như thế. Đó, thì cho nên đó là những khẩu mà như là những khẩu như là Ska này kia mà tăng hai sát thương một tốc bắn á, thì đều là bị anh em gọi là gục bỏ một xíu. Ok, nhưng mà không sao, thì khẩu này chúng ta sẽ tốn là khoảng 1.281 kim cương thì anh em sẽ lấy được cái khẩu này. Còn nếu mà anh em nào mà may mắn hơn thì anh em quay bừa đầu tiên là anh em ra rồi đó. Và cái khẩu mà anh em muốn quay trở lại nhất trong thời điểm hiện tại chắc có lẽ là khẩu AK rồng xanh đấy. AK rồng xanh lý do tại vì đây là năm con rồng mà không ra AK rồng thì nó lại hơi kỳ đó. Thì hình như mình nhớ một năm trước thì Gana có nói là cái gì cơ hội cứu sở hữu AK rồng xanh, nhưng mà đó chỉ là một cái chiêu trò thôi em, chứ không phải là cái gì chứ. Ok, vay lượt cuối để xem ra hay không, không ra thì nghỉ nha anh em. Thì cái khẩu này á bên nick khác mình có rồi cho mình cũng không cần thiết phải sang như nick này đâu, chủ yếu là test cho em xem thôi. Rồi các bạn thì em phải quay tới mức cuối thì nó mới sẽ ra được cái khẩu này cho anh em đó, chứ không qua đơn giản đâu. Ok, thì tí nữa mình sẽ qua bên nick của nick NTN của mình để mà mình review nha. Đó, và mình nâng cấp lên. Ok, ở đây thì đậu xanh luôn ghép này. Ok, ở đây thì ngày hôm nay chúng ta có một cái hành động được trong một sự kiện nạp kim cương, đó chính là hành động cay vãi lên em mà đó, hành động cay. Nói chung thì hành động này chất anh em ơi, nó hành động này rất là chất, và tôi tưởng là hành động này sẽ nằm trong một sự kiện gì đó như ví dụ như vòng quay bay màu chẳng hạn, nhưng mà không, anh gà cho cái hành động này vô cái sự kiện này mình thấy cũng tôi nó bất ngờ anh em thiệt. Ok, hành động này nhìn hai hai quá trưởng anh em mà thề anh em thấy không, hành động gồng lên đấy. Thề luôn. Oh, rồi vậy thôi vậy đấy. Ok, giống như là siêu saiyan là biến hình vậy anh em, nhưng mà thôi kệ cái hành động này chúng ta sẽ là tích tích lại anh em à. Đấy, tích lại đi rồi mình sẽ test cho anh em xem. Hành động này thì cơ bản thì nó rất là hài và nó độc lạ đấy, mà kiểu như là nó chưa chưa là chưa từng nằm trong cái concept của chúng ta, cho nên là nhiều bạn sẽ thấy nó hài hài. Ok, lấy cái hành động này đi rồi ra sân chờ muốn xem cho nên xem cây vãi nồi đấy mà đấy. Cây thôi đi, còn dậm dậm chân tại chỗ nữa, không phải chưởng thật. Ok, về cơ bản thì chúng ta sẽ có hành động này như vậy nha. Và có nhiều bạn cũng có hỏi mình luôn, đó chính là cái trong vòng quay thịnh nộ này hôm bữa thì cái mặt nạ nó tốn bao nhiêu kim cương, trong khi cái quần hôm bữa mình test cho anh em mình tốn 900 kim cương đúng không. Thì cái mặt nạ thì mình thấy á, thì nó mắc hơn cái quần khoảng 20 huy hiệu, thì anh em tốn khoảng 1.100 nha, khoảng 1.100 đến 1.200 kim cương thì anh em lấy mặt được được mặt nạ. Và theo mình thì anh em nên lấy mặt nạ với lại cái quần của nam, tại vì sao, tại vì hai món này á nếu mà anh em mua lẻ thì nó sẽ cũng tôi nói là chát. Cái quần bất cứ nam trong cửa hàng á thì anh em mua nó cũng mua giá là khoảng 700-800 kim cương rồi, có xài với em giá nha. Còn mặt nạ chiến thần dung nham thì chúng ta phải mua nguyên bộ chứ mới có được, và cái này chỉ có 1.200 thôi. Mình nghĩ là mặt nạ này nó rẻ và nó ngầu, cho nên là anh em cứ lấy mặt nạ này đi, khỏi mua mặt nạ kia mất công. Ok, bây giờ mình sẽ qua nick kia để mà mình test cái hộp nâng cấp súng và nâng cấp súng cho anh em xem nha. Ok, và hiện tại mình đang có mặt trên nick của StarNTN, và chắc nhiều bạn cũng biết là nick này của mình đúng không. Ok, thì nick này nick mình tạo ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Ok, và trong nick này thì tôi cũng không biết nhân phẩm như thế nào, cho nên là mình sẽ test một hai lượt cho nick này để là nói chung là full lượt, giống như nói chung là hai để hai nick cộng lại chúng ta đủ là cái lượt quay cuối cùng anh em, đủ lượt quay là để mà lấy khẩu súng ấy. Ok, nhưng mà có cái là cái hộp nâng cấp này tôi không biết là nó có cái giá trị dữ lắm hay sao á, mà anh gà nãy giờ mình quay vậy mà anh gà không cho ra áo ma Canada thì thôi không ra thì thôi thì mình bỏ qua bên. Và hiện tại là cái khẩu nâng cấp này á mình vẫn chưa full level nha. Ok, ở đây có một số khẩu thì mình cũng không biết nói sao, nhưng mà khẩu nâng cấp này mình chỉ mới có level 2 thôi. Bây giờ mình cần thêm 55 huy hiệu nữa để mà nâng được cần thêm 4 huy hiệu nữa, 5 huy hiệu nữa để mà nâng được lên là level 3, và cộng thêm đó chính là 120 huy hiệu nữa để mà nâng được level 4 nha. Thì mình sẽ
test hộp và cũng như là mở hộp những cái hộp mà mình đã có rồi để mà mình tiến hành mình lấy nguyên hiệu. Ok, thì nguyên nâng cấp súng nè. Đó, 25 nguyên hiệu. 25 nguyên hiệu với cái này là bao nhiêu đây? Hộp súng ở hộp nguyên hiệu thắt hắc long hả? Rồi bị bịp rồi. Rồi, thì hiệu nâng cấp là tự chọn đúng không? Thì nâng cấp tự chọn rồi chúng ta lấy nguyên hiệu của khẩu thiên thần bạch kim. Ok, 51 vậy là 106. 106 mà anh em trừ cho 5 là còn 100 nguyên hiệu đúng không? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở xương xương thử nha. Mình sẽ nâng cấp xương xương thử xem là đủ hay chưa. Nếu mà chưa đủ thì đi săn thêm anh em ạ. Rồi, ok. Đó, xịn sò con bò liền level 3 để mà có ngoại hình mới nha. Thì không biết là anh em cảm thấy như thế nào, nhưng mà theo bản thân mình á, thì khi mà cầm cái khẩu M15 lên á, thì cảm giác bắn là nó đã nhanh sẵn rồi. Nó đã nhanh sẫn rồi, mặc dù là mình không thích khẩu M15 tăng một tốc bắn, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là khẩu M15 tăng cho dù không tăng tốc bắn đi nữa thì nó vẫn cảm thấy nó bắn nhanh sẵn rồi anh em. Đấy, nhanh sẵn rồi, cho nên là nếu mà được thì em cứ thử đi, không có gì cả anh em, không có gì là phải ngại cả. Đấy, chứ thì là súng nâng cấp thì anh gà luôn là ưu ái rồi, cho nên là chúng ta cũng không cần phải là quá bàn, không cần phải gọi là quá gọi là để tâm đến cái vấn đề là so sánh những khẩu này với khẩu kia. Tuy nhiên á thì nhiều bạn thích những khẩu như là khẩu M15 phẫn nộ, M15 quỷ quyệt đấy, những khẩu đó đó mới đáng để vào săn. Nên là những bạn nào mà có điều kiện kinh tế thấp thì em có thể là hoàn toàn có thể là lấy những khẩu kia em săn sẽ ok hơn nha. Ok, 10 hộp 400 kim cương. 10 hộp thì chắc chắn với em là mình sẽ đủ để mà mình gọi là khui hàng luôn. Rồi, 10 hộp 57 huy hiệu. Tức là chúng ta lời được 7 huy hiệu cho 10 hộp nha anh em. Đấy, tức là khi mà anh em mở hộp á thì chúng ta sẽ lời chứ không có lỗ nha. Đấy, thì ít nhất là nick của mình là vậy. Còn nick của anh em thì sao thì tôi chưa biết được. Đấy, biết đâu nick của anh em nó đen nick tôi thì cái anh em gọi là mở ra lỗ rồi cái anh em đổ thừa tôi đúng không? Mà theo nick mình là lời nha anh em. Đấy, ok, có lẽ là do nick mình hơn đấy. Rồi, ok, tiếp ra thì hôm nay mình đã test cho anh em xem vòng quay. Cơ bản thì này phải quay tới mốc cuối, vậy cho chắc. Thì chứ anh em đừng nạp vô kiểu như là vài trăm kim cương rồi quay không đủ thì anh em nạp thêm thì mất công lắm. Cứ nạp hết đi anh em, đủ số kim cương rồi anh em mới quay cho dễ. Còn nếu mà anh em tự tin về nhân phẩm thì anh em cứ gọi là quay trước rồi nạp sau cũng được. Đó, tùy theo mọi người nha. Cảm ơn anh em rất nhiều vì theo dõi hết video này của mình. Nếu mà thấy video mình hay, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để thấm xem những video tiếp theo của mình về test sự kiện nha. Hẹn gặp em vào những video lần sau. Bye bye.